Một vụ việc đang gây xôn xao dư luận liên quan đến Thượng tá Võ Đình Thường. Uh, Thượng Xin lỗi quý vị. Liên quan đến Thượng tá Võ Đình Thường, phó phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai, người ký giấy mời tài xế qua trạm BOT Biên Hòa lên làm việc uh, trước những nghi vấn của dư luận về việc ông đã từng bị kỷ luật cho ra khỏi lực lượng cảnh sát giao thông cách đây 14 năm. Đại tá Thường cho biết là vào năm 2003, đội cảnh sát giao thông dầu dây bị báo chí phản ánh tiêu cực, thế nên ông và nhiều cán bộ chiến sĩ khác đã bị xử lý kỷ luật. Cá nhân ông bị cách chức, không cho làm cảnh sát giao thông và bị luân chuyển công tác tại Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội PC64 Công an tỉnh Đồng Nai. Sau thời gian sửa chữa lỗi lầm, ông được xóa án kỷ luật. Năm 2010, ông được bổ nhiệm làm Phó Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường PC49. Và tháng 6 năm 2015, ông được luân chuyển về làm Phó Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt PC67 Công an tỉnh Đồng Nai. Xung quanh vụ việc, ông cũng phủ nhận việc ông là con rể của lãnh đạo trạm BOT Biên Hòa như là thông tin dư luận đồn thổi.